Thưa quý vị, vào đêm 28 tháng 11 tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đã rơi xuống khe tường sâu 15 m. Lực lượng chức năng đã phải mất hàng giờ để giải cứu người này. Cụ thể, gần 22 giờ ngày 28 tháng 11, nam thanh niên khoảng 30 tuổi biểu hiện không tỉnh táo đã leo lên mái tôn căn nhà 4 tầng trong hẻm đường xóm Chiếu, phường 13, quận 4. Người này đã chạy qua chạy lại trên mái tôn, sau đó bị rơi xuống khe hở giữa bức tường với nhà bên cạnh. Nạn nhân bị thương, cố gắng kêu cứu. Người dân đã tìm cách cứu xong bất thành nên đã trình báo cơ quan chức năng. Hơn 20 chiến sĩ cứu nạn đã tới hiện trường. Cảnh sát bắc hàng thả dây từ tầng 4 xuống để kéo người này lên nhưng không được do khoảng hở quá nhỏ. Vật tới gần 2 giờ sáng, lực lượng chức năng đã đục chân tường để tiếp cận người mắc kẹt đưa ra ngoài. Việc giải cứu diễn ra trong 3 tiếng đồng hồ, nạn nhân bị xây sát ngoài da, được đưa vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Theo cảnh sát, người này có thể bị ảo giác do dùng chất kích thích dẫn đến việc không kiểm soát được hành vi. Thưa quý vị và các bạn, sáng 29 tháng 11, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức Nguyễn Minh Quân cùng 8 đồng phạm liên quan đến sai phạm trong đấu thầu gây thiệt hại hơn 103 tỷ đồng. Hơn 7 giờ sáng, các bị cáo được áp giải đến phòng xử án. Riêng bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm là vợ của cựu giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức và Ngô Trương Ngọc Bích được tại ngoại, tự đến tòa. Khoảng 8 giờ 30, hội đồng xét xử tiến hành thủ tục thẩm tra lý lịch giải thích các quyền nghĩa vụ của các bị cáo và những người tham gia tố tụng tại phiên tòa luật sư quảng hoa toàn bào chữa cho bị cáo nguyễn lan anh xin hoãn phiên tòa vì lý do bận công tác đại diện viện kiểm sát cho rằng điều này không gây trở ngại cho quá trình xét xử vì lời khai đã có trong hồ sơ vụ án do đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục phiên tòa và được chấp nhận vào khoảng 9 giờ 30, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu công bố cáo trạng truy tố các bị cáo trong vụ án này. Bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, cùng Nguyễn Văn Lợi là giám đốc Công ty Nguyễn Tâm bị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố hai tội danh tham ô tài sản và rửa tiền. Nhóm bị cáo Ngô Trương Ngọc Bích, trưởng phòng vật tư trang thiết bị y tế Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Đặng Thị Hiên, kế toán trưởng Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Nguyễn Huy Việt, là nhân viên phòng vật tư trang thiết bị y tế bệnh viện thành phố Thủ Đức, Nguyễn Thị Ngọc, phó giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức, Nguyễn Lan Anh, phó giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức, Trần Hậu Nghĩa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Hải Đăng bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diệm, giám đốc công ty Ngọc Đạo, bị xét xử về tội rửa tiền, Bệnh viện thành phố Thủ Đức được xác định là bị hại 38 cá nhân tổ chức bao gồm Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vân vân là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toàn, tranh án hình sự tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa, dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày mùng 1 tháng 12. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm được Vườn Thú Hà Nội tiếp nhận chăm sóc 8 cá thể hổ còn sống sau vụ giải cứu 17 cá thể hổ bị nuôi nhốt tại Nghệ An tới nay đều khỏe mạnh và đang được các nhân viên, chuyên gia cho làm quen dần với môi trường tự nhiên. Theo đó, 8 cá thể hổ trong vụ giải cứu ở Nghệ An đã khỏe mạnh, linh hoạt, thích nghi được với môi trường sống mới, không còn biểu hiện béo phì, vận động kém như những ngày đầu mới được giải cứu. Những chú hổ này hàng ngày vẫn được cho ra sân vận động và phục vụ khách tham quan. Trước đó vào ngày 4 tháng 8 năm 2021, lực lượng chức năng Nghệ An đã ập vào bắt quả tang hai gia đình ở xã Đô Thành, Nghệ An đang nuôi nhốt 17 cá thể hổ Đông Dương. Đây đều là những cá thể hổ đã trưởng thành, trọng lượng từ 225 đến 265 kg. Sau khi được giải cứu, các cá thể hổ được Vườn Thú Hà Nội tiếp nhận chăm sóc. Theo nhân viên tổ chăn nuôi thú giữ xí nghiệp chăn nuôi và phát triển động vật số 1 tại vườn thú Hà Nội, 8 cá thể hổ khi mới về có tình trạng sức khỏe rất kém, chỉ quen ăn gà, không thích ăn thịt bò và thường giật mình sợ hãi khi có tiếng động lạ. Sau khi được nuôi nhốt ở những chuồng riêng biệt, đảm bảo không gian vận động tắm, nắng, chơi đùa, các cá thể hổ đã quen dần với môi trường vườn thú và vẫn ra sân vận động, phục vụ khách tham quan hàng ngày. Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị Thủ tướng báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài việc áp dụng chính sách đặc thù về khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với 4 dự án đường bộ cao tốc. 4 dự án này gồm dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 năm 2022 đến năm 2025, cao tốc Khánh Hòa, Bù Ma Thuật, cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng và cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu. Đây là chính sách từng được Quốc hội chấp thuận bằng Nghị quyết 43 năm 2022, cho phép chính phủ triển khai cơ chế đặc thù tại một số dự án giao thông nằm trong chương trình phục hồi kinh tế xã hội, trong đó có bốn dự án trên. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, thời gian được Quốc hội cho phép áp dụng chính sách trên kéo dài 2 năm, năm 2022 đến năm 2023. Như vậy, thời gian còn lại để triển khai chính sách này chỉ còn hơn một tháng. Trong khi đó, nguồn vật liệu vẫn chưa được các địa phương cấp đủ. Thêm vào đó, Bộ nhận định đây là chính sách mới, lần đầu tiên được áp dụng nên quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi triển khai. Thưa quý vị và các bạn, sáng 29 tháng 11 giá vàng trong nước cán mốc 74,5 triệu đồng một lượng, chính thức lập đỉnh mới, tương tự giá vàng nhẫn ở mức 62,45 triệu đồng một lượng, đắt nhất lịch sử. Giá vàng đầu phiên giao dịch sáng 29 tháng 11 tại PNG niêm yết ở mức 73,1 triệu đồng một lượng, chiều mua vào 74,3 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 600 đến 800 000 đồng một lượng so với cuối giờ chiều 28 tháng 11. Giá vàng tại Doji cũng niêm yết ở mức cao kỷ lục 73,1 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào, 74,5 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Giá vàng tại SGC niêm yết ở mức cao 73,2 triệu đồng một lượng mua vào và 74,4 triệu đồng một lượng bán ra. Như vậy giá vàng đã sô đổ kỷ lục đắt nhất lịch sử 74 triệu đồng một lượng được thiết lập vào tháng 3 năm 2022, không chỉ vàng miếng. Vào đầu giờ sáng 29 tháng 11, giá vàng nhận cũng thiết lập kỷ lục mới về giá khi đạt cao nhất ở mức 62,45 triệu đồng một lượng. Tại Doji, giá vàng nhẫn đang là 61,45 triệu đồng một lượng mua vào, 62,45 triệu đồng một lượng bán ra. Tại SGC là 61,15 triệu đồng một lượng mua vào, 62,25 triệu đồng một lượng bán ra. Tại PNG là 61,1 triệu đồng một lượng mua vào, 62,15 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng trong nước tăng mạnh theo xu hướng giá vàng thế giới, khi trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng thiết lập kỷ lục về giá. Cụ thể, giá vàng thế giới ngày 29 tháng 11 niêm yết trên sàn Kitco ở mức 2.040 đô la Mỹ một ounce, tăng 27 đô la Mỹ một ounce so với đầu giờ sáng hôm qua. Giá kim loại quý tăng vọt nhờ được kỳ vọng rằng cục dự trữ liên bang Mỹ đã kết thúc đợt tăng lãi suất. Giá xăng dầu trong nước đang chịu tác động của giá xăng dầu thế giới và thị trường Singapore. Trên thị trường thế giới, giá dầu đã trải qua 5 tuần giảm liên tiếp, còn tại thị trường Singapore, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu cho biết trong tuần qua, giá xăng thành phẩm bình quân ở thị trường này tăng giảm đan xen song mức điều chỉnh không quá lớn. Dựa theo diễn biến giá xăng dầu thế giới, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu nhận định giá xăng trong nước tại kỳ điều chỉnh ngày 30 tháng 11 có thể tăng giảm trái chiều. Ở kỳ điều hành Ngày 30 tháng 11 nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng E5 RON 92 trong nước có thể tăng 60 đến 110 đồng một lít, giá xăng RON 95 có khả năng giảm 30 đến 50 đồng một lít, còn giá dầu diesel trong nước có thể giảm 90 đến 140 đồng một lít. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 33 lần điều chỉnh, trong đó có 18 lần tăng, 11 lần giảm và 4 lần giữ nguyên. Trong trường hợp liên bộ công thương tài chính tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì thì giá xăng có thể giữ nguyên theo nghị định số 80 sửa đổi thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào thứ năm hàng tuần thay vì vào các ngày 1, 11 và 21 hàng tháng như trước đây trường hợp thời gian điều hành trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định thì được thực hiện như sau nếu ngày thứ năm trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ tư liền kề trước đó nếu ngày thứ năm trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ